Ngày bao nhiêu ta? Hôm nay là Cà Mau ngày dưới hay trên? Được ngày trên. Trên mình là quan cả hai. Ngày 20 tháng 9. Ngày 20 tháng 9 2023. Ngày dưới là ngày bao nhiêu? Ngày dưới 8. Ừ. Mùng 6. À mùng 6 đúng rồi, tháng 8 2023. Rồi. Trăm trứng trăm con giống lạ không, chữ hơi xấu một tí. Không biết người ta có đọc được ra không chứ? Khỏi mà kiến gà để viết cho nó sáng. Không, cái này đổi màu. Trăm con dũng là không. Khai quốc rạng danh Đức Vua Hùng. Khai quốc rạng danh Đức Vua Hùng. Đức Vua Hùng. Đất mũi cùng nhau về hội tụ. Đất mũi cùng nhau về hội tụ. Trăm họ hân hoan một tấm lòng. Trăm họ hân hoan một tấm lòng. À, Thái Ngọc Hoàng Thương. Công ty văn hóa Thái Hoàng 24 giờ. Zalo 0975888975. Thật ra là cái bài thơ này của chị mà hôm là chị dự cái lễ nghìn duyệt binh và nghìn năm Thăng Long Hà Nội đó. Là trăm trứng trăm con giống lạc hồng, khai quốc rạng danh Đức Vua Hùng. Đất nghĩa lính là một cái núi mà ở đền Hùng Phú Thọ, thì là nghĩa lính cùng nhau về hội tụ, trăm họ hân hoan một tấm lòng. Nhưng bây giờ chị nghĩ rồi, ví dụ chị đi khắp các nơi mà 64 tỉnh thành nó mà ở đâu mà cứ có cái đền thờ thì cái câu đổi đó đều giống nhau hết được á. Là ví dụ như ở đây là đất mũi này, cùng nhau về hội tụ này, trăm họ hân hoan một tấm lòng, bởi vì là cha làng mà vèo cơ thì tất cả cũng chỉ chung rồi, để cho năm đứa lên rừng, năm đứa xuống biển thôi, yeah. Chia đôi thôi. Đây là sổ lãnh đạo à? Dạ. Là lãnh đạo ở các tỉnh hay là lãnh đạo ở đây? Tỉnh, trung ương vào á chứ. Ờ, thế trung ương vào bây giờ tao là dân thôi, tao khi tao ở đâu vào thôi, tao Hà Tĩnh, Đức Thọ đấy, Đức Thọ Hà Tĩnh đấy. À, thì thôi không cần đâu, tại vì thật ra công ty thì ở Hà Nội. Thôi không cần, chỉ cần ghi để cho người ta biết rồi. Mà chứ người ta đẹp ghê, chứ lãnh đạo này hơi xấu. Thế thì để à, con đây bút của chị đúng không? Vẫn chưa gặp ông Hải, hôm giờ bận quá, nhiều việc quá. Này sao phải gặp bác Hải này? Không, chị thấy ông Hải không có cái tầm nhìn về những cái về vấn đề tâm linh.